Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm một cái bài test của giữa cái con Tubi03 này và kết nối với con X6. Thì như các bạn cũng biết á, chơi DAC á thì phải có rề nữa. Nó mới cải thiện được âm thanh 100%. Còn mà chơi chơi mỗi DAC không á thì nó chỉ được có 70% thôi. Nó chưa phát huy hết. Tại vì á, bây giờ đa số là mọi người ta đều nghe nhạc qua trên Smart TV là nhiều. Smart TV kết nối cổng optical xuống xuống qua bộ giải mã DAC ha, rồi xong xuống âm xong rồi xuống âm ly. Thì có một số bạn hỏi mình rằng á là sao khi mà kết nối qua DAC rồi á, cái tiếng nó lại cái bass nó lại không được mạnh. Thì mình cũng trả lời rằng luôn á thì ở đây á tại vì mình dùng cái cổng optical. Optical là cổng âm thanh từ tín hiệu từ digital xong rồi nó chuyển qua DAC sẽ chuyển sang analog, analog xuống âm âm ly. Đó thì nó sẽ thì nó hơi bị thiếu thiếu tiếng bass một cái tí. Bắt buộc phải dùng cái rồi này này rồi. Đó. Bắt buộc phải dùng cái rồi này cải thiện rất là tốt. Thì ở đây mình sẽ làm hai cái bài test ha. Thứ nhất là mình test cho những anh em đã có không có Smart TV mà có cái bộ Spot này ha. Cái bộ Spot này thì cũng tùy loại, một số loại thì nó sẽ hỗ trợ cho mình đường cổng optical và cổng AV. Thì ở đây mình dùng của hãng FPT Play Spot thì nó rất là tiện lợi, nó hỗ trợ cho mình cổng optical luôn. Đó, cổng AV luôn. Mình xuống bây giờ mình test thử nha. Thử bài test là mình kết nối từ từ cái box này xuống âm ly phát ra loa coi nó đánh như thế nào. Đó, như các bạn nghe đã quen tai rồi thì cứ nghĩ là nó là hay. Thật ra nó đang quýnh rất là thiếu bass. Bây giờ mình nói giữa giữa cái thằng cái giữa cái spot của mình qua cái pre ha. Pre xuống âm âm ly. Thì ở đây mình nói như sau. Khác thì mình rút cái dây AV này ra đi. AV này kết nối trực tiếp với âm ly nè. Và mình kết nối trực tiếp cái này vô. Cái này thì mình kết nối vô cái pre như sau thôi. Rồi đó, bây giờ mình nghe thử ha. Mình bỏ volume này. Lâm khoảng 9 giờ đi. Bạn nghe tiếng bass rất là mạnh. Mạnh và sâu. Thấy không? Sức âm nó rất là cải thiện. Bass nó quýnh rất mạnh, rất sâu.
là cái qua cái bộ này nó cải thiện rất rõ, đều ba giải luôn, bắt nick chép. Rồi đó, bây giờ mình sẽ làm một bài test thứ hai, đó là mình sẽ nói trực tiếp từ TV Smart TV qua cổng optical qua qua bộ X6. Thì như các bạn cũng biết á, thì nếu như mà mình nói trực tiếp từ TV optical xuống con X6 này chuyển sang analog thì nó là sẽ là tín hiệu âm thanh analog, nó sẽ hơi bị thiếu một chút ha, cái âm thanh chiếc bass nó hơi thiếu một chút. Nhưng các bạn nghe kỹ, cái tiếng rất là nó rất là ấm chứ không phải là nó dở đâu. Mình qua thêm một cái về nữa là nó cải thiện hoàn toàn 100% luôn. Mình thử ha. C nè, qua cái rè và xuống âm ly nè. Tiếng nó rất là êm, bass đánh rất là sâu. Chứ không phải nó thiếu bass đâu nha. Rất có lực luôn á. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái kênh thứ hai á. Bây giờ mình đánh hai kênh phân biệt cho các bạn xem nè. Cái kênh thứ hai á, mình muốn đánh á, là mình đánh trực tiếp từ cái box xuống thẳng âm ly luôn. Cái kênh thứ hai á, là mình qua DAC với qua cái con Tubi 03 ha. Bây giờ mình đang đánh cái con Tubi 03 nè. Đang đánh cái kênh thứ hai nè, Tubi 03 với DAC nè. Ha. Rồi bây giờ mình chuyển kênh nè, bạn nghe rõ nha, chưa mình điều khiển, bây giờ mình điều khiển nè, chưa thiếu liền không? Đó, đó là mình nói trực tiếp từ cái box xuống âm ly luôn, hoặc là các bạn nói từ trực tiếp từ TV xuống âm ly, đó nó sẽ thiếu. Rồi bây giờ mình chuyển lại kênh qua TV với con X6 nè. Qua thêm cái con Tubi này nó hay một cái, nó dịch được có thêm volume cho mình nữa, cái về volume cho mình nữa. Đó, cái hỗ trợ mình check bass nữa, rất hay. Thì ở đây mình cũng xin nói thêm á, là các bạn đang sở hữu chiếc Smart TV ha, có internet, karaoke, giải trí, thì các bạn đã sắm cho mình một bộ DAC rồi, thì cũng như chưa có hài lòng về cái chất lượng âm thanh của nó, thì mình khuyên các bạn nên trang bị thêm một con cái Tubi 03 này. Cái con Tubi 03 này bên mình đang bán với giá là 1.050.000, giá rất là tốt. Thì giá 1.050.000 á, thì là bóng 6G1. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng bóng nâng cấp thêm á, bóng 5654 á, thì là giá 1.200.000 ha. Thì bên mình sản phẩm tất cả đều được free ship và thanh toán khi nhận hàng. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này.